Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có hai cái trong trong gió thật là đẹp và rất là đáng yêu. Chúng ta sẽ xem sự chuyển động của hai cái trong trong gió này nhé, và phân biệt xem chuyển động chậm và chuyển động nhanh nhé. Chúng ta xem này. Nào, gọi gió về nào. Đấy, gió mát quá. Ui chà, trong trong chuyển động rất nhanh nha, quay rất là nhanh nha. Chà chà, ui chà, ta xem. Ui chà, đây cánh quạt quay này, và làm cho cái trục đuôi cũng quay theo này. Cái cánh quạt quay càng nhanh thì trục đuôi cũng quay càng nhanh. Các bạn xem này, quay nhanh chưa? Đăng ký để xem video mới nhất nhé. Chào tạm biệt.